đã không thể cùng tồn tại một thể, nếu có thể thân thể kéo dài tới tại bên ngoài cơ thể tu luyện. Lý Hạo tự lẩm bẩm, hai cỗ lực lượng chỏi nhau, nếu có thể lẫn nhau ngăn cách song tu, có lẽ liền có thể dung hợp. Nhưng làm sao có thể ngăn cách? Nếu là dùng hóa thân chờ hóa thân cùng bản tôn dung hợp, y nguyên sẽ chọi nhau, nếu không thành nhân đều có thể hóa thân. Đơn giản như vậy biện pháp, những người khác cũng có thể nghĩ đến, Phong lão cũng sẽ không nói ra kết luận như vậy. Trừ phi có tuyệt đối lực lượng cách trở, hoặc là đem thân thể kéo dài tới. Lý Hạo đôi mắt lấp lóe, nói đến kéo dài tới, hắn suy nghĩ bỗng nhiên chuyển tới lúc trước suy nghĩ qua khí mạch bên trên. Thể nội 108 mạch thêm âm dương song mạch, cấu thành cực cảnh thiên địa mạch. Đây là nhục thân cực hạn, là trời sinh khiếu huyệt, nhưng nếu có thể sử dụng khí mô phỏng đại mạch, kéo dài tới xuất thân thể, chính là khí mạch. Nếu là khí mạch tu thành, có lẽ có nhìn có thể đạt tới thứ hai trung cực cảnh. Khí lực hợp nhất, song mạch đều thành đã là có thể tu hành điểm cuối cùng nếu có thể giống khí mạch đồng dạng kéo dài tới thân thể lý hạo đôi mắt lấp lóe lập tức liền biết cần trước đem khí mạch tu luyện được mới có thể theo cứ như vậy mạch suy nghĩ nếu không khí mạch chỉ là không trung lâu các lý luận thuận cái này mạch suy nghĩ đi sâu cũng chỉ là bạch chậm trễ thời gian đã không cách nào lại hấp thu cực đạo hắn dứt khoát ngồi xếp bằng cô động khí mạch khí tức tại thể nội mạch lạc bên trong lao nhanh lý hạo đem nó cô động khống chế hóa thành đại mạch hình thức ban đầu. Một mặt dính liền đến thể nội 108 mạch, một chỗ khác lại là kéo dài tới xuất thân thể, như vòng xoáy xoay tròn khí lực giải lụa. Rất nhanh, Lý Hạo liền cảm nhận được trở ngại. Mô phỏng xuất khí mạch không khó, nhưng khó tại duy trì. Kéo dài tới ra ngoài thân thể khí mạch, như bèo trôi không dễ, theo gió lưu động, nếu không có lực lượng gắn bó, trong khoảnh khắc liền sẽ tiêu tán lộn xộn. Nhưng nếu là dùng sức mạnh đi gắn bó, khí mạch này tự thân hấp thu lực lượng, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đền bù gắn bó chỗ hao tổn. Chẳng lẽ nói con đường này là sai? Lý Hạo nhíu mày, đôi mắt chớp động, nhưng rất nhanh, hắn liền âm thầm bác bỏ ý niệm này. Gặp được trở ngại, vậy liền nghĩ biện pháp đánh vỡ trở ngại, mà không phải chất vấn, dù sao còn chưa tới sơn cùng thủy tận trình độ. Khí mạch quả thật có thể thu lấy đến càng nhiều lực lượng, nói rõ cái này mạch suy nghĩ có thể thực hiện, chỉ là muốn gắn bó rất khó khăn. Nếu có thể giảm bớt gắn bó tiêu hao khí mạch cô đọng số lượng tăng lên, chưa chắc không thể mang đến kinh khủng chất biến. Tự thân khiếu huyệt có cực hạn, mà khí mạch ngưng tụ nhưng không có cực hạn. Nếu là mấy trăm đầu, hơn ngàn đầu khí mạch, kia tích lũy lượng, đem vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Nói cách khác, đầu này mạch suy nghĩ vô cùng có tiền cảnh, chỉ là tạm thời không cách nào đạt thành. Lý Hạo lại ngưng luyện ra đầu thứ hai, điều thứ ba khí mạch, theo bảy tám đầu khí mạch cô đọng, như giải lụa vờn quanh quanh thân. Lý Hạo cẩn thận cảm thụ một phen, Mày nhíu lại đến càng sâu. Khí mạch này còn có một vấn đề, chính là lúc chiến đấu dễ dàng bị địch nhân chặt đứt. Nhưng ngưng luyện ra hàng trăm hàng ngàn, địch nhân một chút liền có thể nhìn ra mánh khóe, đem nó chặt đứt tương đương với luyện không. Dọc theo bên ngoài cơ thể, tất nhiên bị nhìn rõ, làm sao có thể tránh cho bị người nhìn thấy? Còn có thể tự chủ gắn bó. Lý Hạo suy nghĩ cuồn cuộn, cảm thấy một tia đau đầu. Loại sự tình này, bảng cũng vô pháp thay hắn giải quyết. Bảng có thể rút ngắn thời gian tu hành nhưng cực cảnh cần cảm ngộ lại chỉ có thể dựa vào chính hắn tại lý hạo lĩnh hội khí mạch lúc chiến trường một chỗ khác trong lòng đất trong lúc đó địa quật chấn động mấy thân ảnh từ bên trong bay nhảy lên mà ra đáng chết mau trốn khác chờ đám kia thú chiều chạy về đến đến lúc đó nội ứng ngoại hợp giáp công liền phiền toái lâm bách xuyên cùng sở hàm vi dẫn đầu xông ra sắc mặt đều là căng cứng cái này trong lòng đất lại lít nha lít nhít tất cả đều là hư không yêu ma ngoài ra còn có một số yêu ma thống lĩnh bên trong hang động trong vách núi treo leo cũng đều là hư không kết tinh kia hư không yêu ma nhờ vào đó có thể khuấy động ra cực kỳ đáng sợ hư không chiều cho dù bọn hắn đều là thiên kiêu đối mặt cái này khó giải quyết lại khổng lồ hư không yêu ma bầy cũng chỉ có thể lui tránh theo lấy bọn hắn xông ra một đạo sóng chấn động đột nhiên quét sạch mấy sắc mặt người đủ mặt cấp tốc quy khư thuấn di nhảy nhảy ra mạo hiểm tránh đi mặt đất chấn động đông đảo hư không thú từ trong lòng đất đuổi theo mà ra lâm bách xuyên lúc này mang lấy bọn hắn bay về phía trước nhanh chạy trốn chờ một đường quanh đi quẩn lại quấn ra một vòng lớn những này hư không yêu ma mới ngừng dường như lo lắng đến cái gì không có truy quá sâu bọn này xúc sinh lui về lâm bách xuyên bọn người dừng ở một chỗ hư không đều có loại mềm nhũn cảm giác liên tiếp quy khư thuần di có thể so với một cuộc ác chiến đối lực lượng tiêu hao rất nhiều có thiên địa mạch bổ sung đều suýt nữa không có chậm tới đáng tiếc những xúc sinh này thể nội có sao băng nguyên, là bồi dưỡng đạo kiếp đế binh trọng yếu vật liệu, còn muốn săn giết một chút. Những yêu ma này thích thành đoàn, không độc hành, nghĩ săn giết có chút khó. Mấy sắc mặt người đều có chút khó coi, bọn hắn thân là thánh tử thiên kiêu, lại bị yêu ma truy chật vật như thế, như truyền đi, chỉ sợ có chút sỉ nhục. Còn tốt lúc trước đám kia yêu ma không có kịp thời về tổ, nói đến, đám kia yêu ma đi ly hợp cốc làm cái gì, chẳng lẽ lại muốn đem ly hợp cốc phá hủy cho hà giận? sở hàm vi sắc mặt đột nhiên khẽ biến nói nghe được hắn lâm bách xuyên sững sờ lập tức nói đi chúng ta đi xem một chút bọn hắn phân rõ phương hướng hướng ly hợp cốc bay đi chờ sắp lúc chạy đến liền văn đạo một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị trong lòng mọi người nghiêm nghị âm thầm cảnh giác ngưng mắt nhìn ra xa theo tiếp tục tới gần nhất thời liền nhìn tới mặt đất một chỗ huyết hồng tản mát chúng nhiều mới mẻ thi thể cái này những này hư không yêu ma nhìn thấy khắp nơi trên đất bị tàn sát hư không yêu ma, sở hàm vi ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp có chút mở rộng, có chút khó có thể tin. Cái này trùng trùng điệp điệp hư không yêu ma bầy, lại tất cả đều chết ở chỗ này, tử trạng thê thảm quỷ dị, làm cho người sinh sợ. Lâm Bách Xuyên mấy người cũng là trong lòng hãi nhiên, vội vàng cảnh giác bốn phía, đồng thời nhanh chóng điều tra những yêu ma này nguyên nhân cái chết, lập tức phát hiện. Tựa hồ tất cả đều là một kích mất mạng, tựa như là có một thanh cực sắc bén khoái đao, tại yêu ma chiều bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, đem nó tất cả đều chém giết. Bọn chúng thậm chí chưa kịp phân tán, là bị người nhanh chóng giết sạch. Một vị thánh tử ánh mắt lộ ra kinh hãi, trái tim thẳng thắn nhảy lên. Lâm Bách xuyên nguyên thần lao vùn vụt, sát na trăm dặm, tuần hành thiên địa. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ngoài trăm dặm ly hợp cốc đỉnh núi, hai thân ảnh ngồi ở chỗ đó, trụi lủi trên mặt đất phủ lên lộng lẫy ghế đệm, còn có bàn cờ bài trí, rượu ngon rót đầy. Lâm Bách xuyên con người có chút hơi co rụt lại, chẳng lẽ lại hắn không nói chuyện, nguyên thần thu hồi, sau đó thân thể hướng ly hợp cốc trực tiếp bay đi. Những người khác cũng dò xét đến Lý Hạo thân ảnh, đều là chân Kinh đi theo Lâm Bách xuyên cùng nhau đi vào ly hợp cốc đỉnh núi. Hạo Thiên Huynh, Lâm Bách xuyên gặp Lý Hạo nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhìn thấy Lý Hạo bên ngoài cơ thể phiêu đãng vòng xoáy giải lụa, giống như tại tu luyện cái gì. Lý Hạo phát giác được động tĩnh, khí mạch lập tức thu liễm, đồng thời phát hiện khí mạch này không cách nào thu liễm đến thể nội một khi thu hồi liền chờ tại tiêu tán lần sau còn cần lần nữa ngưng tụ cấu tạo như tại đối địch lúc cái này hiển nhiên là không làm được cần phải chuẩn bị từ sớm trước dao động quá lâu xem ra hắn cái này mạch suy nghĩ có thật nhiều chí mạng thiếu hụt thật chẳng lẽ chính là đường sai rồi mở mắt ra lý hạo nhìn thấy lâm bách xuyên cùng sở hàm vi chờ sáu người trên người bọn họ đều dính không ít vết bẩn tựa hồ trải qua khổ chiến trong đó có người tay áo cũng bị mất lộ ra cánh tay trần dường như bị chém đứt qua cánh tay, chỉ là gãy chi sinh ra lần nữa. Gặp quấy giày đối phương tu hành, Lâm Bách Xuyên trên mặt lộ ra một tia xin lỗi chắc, nói, Hạo Thiên Huynh, chúng ta là đến hỏi một chút, kia ngoài trăm dặm trên chiến trường yêu ma, đều là Hạo Thiên Huynh giết à? Lý Hạo hơi kinh ngạc, gật đầu nói, là ta giết, kia là các vị khu chạy tới à, không phải là ta đoạt quái. Lâm Bách Xuyên chờ người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên nghĩ đến sư tôn đối đãi cái này Hạo Thiên thái độ, khó trách sẽ khách khí như thế sủng ái. Hạo Thiên Huynh có thể dựa vào sức một mình, chu sát hơn ngàn đạo Pháp đại yêu. Lâm Bách Xuyên ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, lúc trước còn muốn cùng đối phương luận bàn. Sư Tôn trực tiếp thay đối phương cự tuyệt, nghĩ đến là Sư Tôn nhìn ra thực lực của hắn cùng đối phương không thể so sánh. Cái này khiến hắn có loại biệt khuất cảm giác, hắn như là bái sư thánh nhân, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, thời niên thiếu liền danh chấn mấy cái thần triều, thanh danh lan xa. Bây giờ tại đạo thiên thánh địa bên trong, cũng là người nổi bật, lại ngay cả cùng đối phương giao thủ tư cách đều không. Kia hư không yêu ma có thể khuấy động ra hư không chiều, hạo thiên huynh thế mà cũng có thể ngăn cản, lợi hại. Một vị thánh tử lấy lại tinh thần, không khỏi nói lúc trước đối cái này xa lạ ra hỏa có chút không thoải mái. Dù sao đạt được đạo thánh như thế thiên vị, có tài đức gì, nhưng giờ phút này lại là tâm phục khẩu phục. Hư không chiều, ta không tạo à. Lý hạo nghi hoặc, chẳng lẽ lại là khoảng cách quá xa, những cái kia yêu ma còn chưa kịp phát động, liền bị hắn giết rồi. Nghe được Lý Hạo, mấy người gặp Lý Hạo quần áo sạch sẽ, ngay cả cho bụi đều không có nhiễm, kịch liệt như thế chém giết, lại phiến máu chưa thấm, hiển nhiên có lưu rất dư thừa lực. Sở Hàm Vi đôi mắt chớp động, nhìn chăm chú Lý Hạo, nói: "Hạo Thiên huynh khả năng như thế, gì không đi chỗ đó Thiên Bi chỗ thử một chút, nhìn xem có thể hay không trên Thiên Bi lưu danh." Thiên Bi. Lý Hạo đôi mắt khẽ nhúc nhích, nghe Phong lão cũng đã nói. Tại Chư Thiên trong chiến trường, có một tôn tuyên cổ đứng sừng sững bia, đạo này bia truyền thuyết là đạo kiếp đế binh cấp bảo vật. Như này bia lại phi công giết lợi khí, đồng thời có đặc thù cấm chế bao phủ, không cách nào dung chuyển, không cách nào nazi, bởi vậy liền lưu ở nơi đây. Mà này bia có cái công hiệu thần kỳ, đó chính là chỉ cần có sinh linh đem thân thể chạm đến trên tấm bia, này bia liền có thể trách nghiệm được nên sinh mệnh mạnh yếu, đem nó tại trên tấm bia hiển lộ. Tại Chư Thiên chiến trường mở ra chư giới quân đội tới đây tham chiến lúc, cũng sẽ quan sát đến đây bia có chút tướng sĩ cũng tới này bia trước nghiệm chứng tự thân, lưu vì kỷ niệm. Giờ phút này, chiến trường phong tỏa, chỉ cung cấp những thánh địa này thiên kiêu tới đây du đáng, lộ ra phá lệ chống trải, nhưng thiên bi y, y nguyên đứng lặng, từ xưa không thay đổi. Không sai, lấy hạo thiên huynh năng lực, tất nhiên có thể tại thiên bi lưu danh, chúng ta tới đây, nguyên bản cũng dự định quay đầu đi thử xem, không như bây giờ cùng nhau đi nhìn xem. Lâm Bách Xuyên lấy lại tinh thần, lập tức hứng thú nồng hậu dày đặc mời Lý Hạo, muốn thông qua thiên bi so tài một chút đến tột cùng có bao nhiêu tranh lệch lấy hạo thiên huynh thực lực cũng có thể lưu lại tử quang một vị khác thánh tử nói mặc dù không thấy rõ lý hạo là thủ đoạn gì chém giết bọn này yêu nhưng có thể độc thân đối đầu liền đã cực kỳ không dễ lý hạo gặp bọn họ thịnh tình mời nghĩ nghĩ nói được vậy liền đi xem một chút vừa vặn cực đạo hút đầy tạm thời không cách nào hấp thu khí mạch cũng lâm vào mạch suy nghĩ bình cảnh ngược lại là có thể đi khắp nơi dạo chơi cái khác chư thiên gia hỏa, đoán chừng cũng tới này nghiệm chứng, chúng ta cố gắng gặp được, đến lúc đó cẩn thận một chút. Sở hàm vi nói, Lý Hạo chờ Hồng Nguyệt đứng lên, đem trên mặt đất lộng lẫy ghế đệm thu hồi, đem bàn cờ bàn rượu cũng cất kỹ, lúc này mới theo bọn hắn cùng nhau đi tới. Hồng Nguyệt đi theo Lý Hạo bên người, trên đường nghe những này thánh tử đàm luận kia thiên bi sự tình, sau đó lại trò chuyện lên bọn hắn tao ngộ địa quật yêu ma các loại tình huống. Nàng tâm tư thông minh, ngầm trộm ngay ra một vài thứ, những cái kia bị lý hạo lạc tử chu sát yêu ma tựa hồ cực kỳ đáng sợ những này thánh tử đều muốn tránh né mũi nhọn nhưng lúc trước lý hạo đưa tay chu sát thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hồng nguyệt ánh mắt chớp động càng phát giác lý hạo không giống bình thường thẩm nghĩ nếu là những này thánh tử nhóm biết được vị công tử này chỉ là tiện tay liền chém giết bầy yêu không biết sẽ có cảm tưởng thế nào theo một trận tiếng gió rít gào nửa canh giờ về sau vượt ngang mảng lớn chiến trường ven đường gặp được một chút hư không yêu ma. Nhưng những yêu ma này nhìn thấy Lý Hạo bọn người, nhưng không có chủ động nguyên đón, ngược lại cấp tốc tránh né. Nếu không phải bị gây gấp, bọn chúng sẽ không dễ dàng mạo muội tập kích những này nhân tộc. Bọn chúng nhận được, bọn gia hỏa này không phải kia chư thiên hỗn chiến lúc binh lính bình thường, không phải bọn chúng có thể tùy ý đi săn đối tượng. Mau nhìn bên kia chính là thiên bi. Lâm Bách Xuyên bỗng nhiên kích động đưa tay chỉ đi. Chỉ thấy trận trận trầm thấp lôi minh từ nơi xa truyền đến, trên bầu trời xuất hiện mây mù tụ quanh, tại cuối tầm mắt, một đạo nguy nga như thạch phong thần bia, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Chung quanh vân vụ vờn quanh, sấm sét vang dội, có trận trận đạo âm truyền ra. Thật là bao la. Lý Hạo trên cổ tay, Tịch Nhan nâng lên xích hồng xúc tu, sợ hãi thán phục nói. Hồng Nguyệt cũng là đôi mắt có chút trợn to, đây chính là thiên bì. Nàng cung rất nhiều hoàng tử thế tử tiếp xúc qua, từ những hoàng tử này thế tử trong miệng nghe nói qua không ít chuyện lạ trong đó liền bao quát cái này chư thiên nổi danh thiên bi rất nhiều thiên kiêu đều tranh nhau nghĩ tại trên tấm bia lưu danh nhưng danh chấn vạn cổ mà này bia lại là tại chư thiên chiến trường bởi vậy đạt tới thánh nhân cảnh liền không thể lưu danh những cái kia hoàng tử thế tử tuy không duyên tới đây nhưng đối những tin tức này nhưng đều là linh thông tựa như dân chúng thích tâm tình vương triều đại sự ngược lại là nhà giàu thương nhân chỉ chuyên chú mình địa bàn điểm này việc tư bận bịu không ra thân đối cái khác bát quái còn chưa hẳn có dân bình thường biết được nhiều bây giờ nghĩ tại thiên bi lưu danh ít nhất phải là lam quang một vị thánh tử cảm thán nói lam quang lý hạo nghi hoặc nay cũng không có nghe phong lão nói tỉ mỉ không sai thiên bi lạc ấn có lục đạo ánh sáng nghe đồn là bảy đạo nhưng đến nay chưa thấy qua mà chiến lược mạnh yếu thông qua cái này lục đạo chỉ riêng liền có thể nhìn ra sở hàm vi đề nghị tới đây liền nhiệt tình vì lý hạo giải thích nói cái này lục đạo ánh sáng theo thứ tự là sám bạch lục tam Ừ, kim. Bình thường đạo pháp cảnh chỉ là xám trắng ánh sáng, có thể cùng cảnh lực áp tuyệt đại đa số người, nhưng kích phát ra lục quang, giống chúng ta, hẳn là đều có hy vọng lam quang. Lý Hạo gật gật đầu, không nói gì. Theo tới gần, Lý Hạo lập tức cảm nhận được trận trận bằng bạc đạo vận, cái này thiên bi lại giống như là một tôn thánh nhân đứng sừng sững, đại đạo vờn quanh, dị tượng xuất hiện. Ừm. Chờ đến đến thiên bi phụ cận, Lý Hạo phát hiện, nơi này lại có không ít thân ảnh là cái khác các giới thiên kiêu lâm bách xuyên mấy người cũng là sắc mặt biến hóa hoang thiên thánh địa đám người kia lúc trước còn nói muốn chờ chúng ta kết quả trước một bước liền tới nơi này lý hạo ở bên trong cũng nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc trong đó còn bao gồm lâm thanh anh không nghĩ tới nàng cũng tới trừ lâm thanh anh bên ngoài không ít thương lan giới người quen biết cũ đều ở nơi này xích quang lâm thư hải hạo nguyệt thánh tử bọn người là hạo thiên tại lý hạo chú ý tới bọn hắn lúc bọn hắn cũng phát giác được Lý Hạo khí tức chờ nhìn thấy Lý Hạo đến, đều là sửng sốt, chờ sắc mặt trở nên ngưng trọng. Từ Lý Hạo cùng song sinh Phật tử một trận chiến, danh chấn thương lan, bọn hắn đều kiến thức đến cùng vị này yêu nghiệt tranh lệch. Hạo Thiên Lâm Thanh Anh nhìn thấy Lý Hạo lúc, liền giật mình một chút, lập tức liền phi thân mà đến, đứng tại Lý Hạo trước mặt, bờ môi có chút cắn. Lúc trước nhìn ngươi bị đạo thánh mang đi, không có xảy ra chuyện gì chứ. Lý Hạo gật gật đầu, chợt hỏi, viên đan dược kia đâu? lâm thanh anh nghe hắn hỏi lên như vậy đáy mắt có xóa bối rối lóe lên liền biến mất nói ta ném đi lý hạo nhẹ nhàng thở ra nói ném đi liền tốt kia đan dược bên trong phong tồn hắn một giọt thần huyết là lúc trước lưu chuẩn bị ở sau như tự thân trôn vùi liền có thể đem đạo niệm cảm giác chuyển rời đến viên đan dược kia bên trong thần huyết bên trong nhờ vào đó tích huyết trùng sinh cái này thần huyết tại đan dược bên trong vút ve an ủi ngược lại là có thể dài bảo tồn chỉ là đối với hắn hiện tại tới nói cũng ý nghĩa không lớn. Lúc trước bị hư thánh truy sát, hắn bị chém chỉ còn vài giọt thần huyết, giọt giọt thăm dò, cho hắn may mắn chạy ra mặt khác mấy giọt thần huyết đã trong hư không chôn vùi. Dù sao cho dù là thần huyết, trong hư không thời thời khắc khác gặp kia hư không lực lượng ăn mòn, có thể kiên trì 10 năm, đã là cực hạn. Nếu không phải đạt tới trung cực cảnh, chỉ là phàm huyết, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xóa đi. Bất quá, kinh địch lần này kiếp nạn, Lý Hạo dự định tại gió lão trong tay cũng lưu hai giọt thần huyết. Mặc dù thần huyết bóc ra đối với hắn tự thân lực lượng sẽ có giảm bớt, nhưng tổn thất không nhiều, ngược lại là lưu đầu đường lui. Đây chính là thông lực trung cực cảnh chân chính mị lực, phối hợp tam bất hủ cực cảnh, có thể xưng theo một ý nghĩa nào đó chân chính bất tử bất diệt. Vị này là Lâm Bách Xuyên bọn người đánh giá Lâm Thanh Anh, nhìn thấy đối phương dáng người tuyệt trần, sắc mặt thanh lệ vô song, nghĩ đến cũng là nào đó thánh địa thánh nữ, thực lực cực mạnh, không khỏi kinh ngạc bằng hữu lý hạo đối lâm thanh anh nói mấy vị này là đạo thiên thánh địa bằng hữu lâm thanh anh nghe được lý hạo đáy mắt bản lộ ra mỉm cười nhưng nghe lý hạo đem bên người mấy vị cũng làm làm bằng hữu nụ cười kia lại rất nhanh thu liễm nàng khẽ gật đầu đối mấy có người nói đạo thiên thánh địa nghe đại danh đã lâu các hạ là kiếm tổ thánh địa kính đã lâu kính đã lâu tương hỗ khô cần hàn huyên hai câu đều ý thức được lẫn nhau sẽ ở trí tôn thiên kiêu tranh tài tranh phong bởi vậy cũng không có quá nói nhiều nói ngươi là đến thiên bảng lưu danh sao lâm thanh anh lần nữa nhìn về phía lý hạo đôi mắt bên trong hiện ra hào quang giống như là cho lý hạo cổ vũ nói lấy bản lãnh của ngươi hẳn là có thể lưu lại chữ vàng nghe được nàng xích quang cùng lâm thư hải đám người sắc mặt khẽ biến nhưng đều là trầm mặc lời này bọn hắn đáy lòng nhiều ít là nhận đồng bọn hắn lúc trước cũng tới này trắc nghiệm qua xích quang cùng lâm thư hải đều là lưu lại tử danh hạo nguyệt thánh tử cũng là như thế nhưng xếp tại hai người này phía dưới, ngay cả bọn hắn đều là tử quang, kia hạo thiên hơn phân nửa chính là kim quang, kia song sinh Phật tử chỉ sợ cũng như thế. Đúng rồi, nghe nói kia song sinh Phật tử mượn xá lợi phục sinh, tại trí tôn thiên kiêu tranh tài sẽ còn tham chiến, bây giờ tại Phật môn thánh địa bên trong bế quan. Lâm Thanh Anh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối lý hạo ngưng trọng nói.